Mưa nặng hạt trong nhiều ngày đã gây ra thiệt hại nặng nề cho hai quốc gia Nepal và Ấn Độ. Đã có gần 50 người chết do mưa lũ tại Nepal và hàng chục người khác tử vong do sạt lở tại Ấn Độ. Các quan chức Nepal cho biết, ngoài ra còn có hơn 30 người bị báo cáo là mất tích. 5.000 người dân Nepal đã được di tản và tính đến thời điểm hiện tại, hơn 34.000 ngôi nhà đã bị ngập trong nước. Trong khi đó, mưa vẫn tiếp tục diễn ra trong khu vực. Có ba phụ nữ lớn tuổi ở nhà dưỡng lão kêu gọi giúp đỡ, nhưng tôi không thể tiếp cận được họ vì dòng nước lũ quá mạnh. Nước láng giềng Ấn Độ cũng bị tàn phá tương tự, số người thiệt mạng ở phía bắc của nước này lên tới gần 50 người, sau khi một vụ lở đất quét hai chiếc xe buýt ra khỏi đường và rơi vào một hẻm núi. Mưa bão khiến hàng chục người chết mỗi năm tại Ấn Độ. Tuy nhiên, đối với nhiều vùng nông thôn tại nước này, những cơn mưa lại mang đến hiệu quả kinh tế nhất định.